Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở bán hàng bên em trong thời gian vừa qua. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì em lại tiếp tục xin giới thiệu tới các bác về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội cũng như là cách thức các bác đặt hàng ở trên mạng. Thì đi chi tiết về cái thùng ong trước để cho các bác cùng tham khảo này. Về thùng nuôi ong thì đầu tiên là về nguyên liệu gỗ nhé. Nguyên liệu gỗ thì bên cơ sở em làm bằng gỗ gạo 100% để đảm bảo cho các bác là khi các bác sử dụng nó rất là nhẹ. Đối với các bác làm thợ nuôi ong thì phải di chuyển rất là nhiều, di chuyển tìm cái nguồn mật. Đối với làm một cái thùng mà gỗ nó rất là nặng thì các bác làm nó rất là vất vả. Đấy, cái thùng nuôi ong được làm bằng gỗ gạo này, khi gỗ nó khô như thế này thì nó chỉ rơi vào tầm 5 đến 6 kg thôi. Đấy, rất là nhẹ để đảm bảo cho các bác là vận chuyển tốt. Và cái thứ hai nữa là gỗ gạo này nó là cái dòng gỗ tạp. Đấy, con ong nó rất là thích nghi cũng như là cái giá của nó rất là rẻ. Đấy, các bác bỏ hơn 100.000 đồng ra là các bác đã sử dụng được một cái thùng nuôi ong như thế này. Còn về cái thùng nuôi ong này thì với cái chiều dày thì bên cơ sở thường thường là làm cho các bác là 1/6.5 cho tới là 1/7, đâm ra là các bác yên tâm về độ dày. Đối với một cái thùng dày như thế này thì về mùa đông các bác nuôi thì cực kỳ là thích này. Đấy, nó rất là ấm, cái tỷ lệ cho ong ăn si rô đường nó sẽ ít hơn là cái thùng mỏng. Và cái thứ hai nữa là các bác nuôi ong về mùa hè ấy. Đấy, đối với cái nhiệt độ thời tiết ở ngoài miền Bắc bây giờ thì nhiệt độ đa số là thường thường nó dao động vào từ 37 cho tới 40 độ C. Đấy, đối với mà cái thùng mỏng, ví dụ cái thùng nó chỉ có 1 phân hoặc là hơn 1 phân nên nó rất là nóng các bác. Đấy, con ong chúa nó sẽ không đẻ nữa. Đấy, nó sẽ trốn. Đấy, nó sẽ trốn ra những cái mặt mát, nó không đẻ nữa thì cái tỷ lệ duy trì đàn ong nó rất là thấp. Còn các bác nuôi ở cái thùng dày này thì cái điều kiện nó mát ở trong cái thùng như thế này thì con ong chúa nó vẫn duy trì đàn. Đấy, nó vẫn đẻ trứng các bác nhé. Còn quay qua cho các bác một chút về bên trong đây thì bên nhà em là sẽ bào qua như thế này. Đấy, vẫn cứ để một độ sầm như thế này để khi các bác đàn ong nó đông thì nó sẽ loe lên trên nắp hoặc là loe ra bên ngoài vách ngăn này được. Còn bên ngoài đây thì sẽ trà rất là nhẵn nhụi như thế này. Còn đinh thì bên cơ sở em là đóng bằng đinh 5 hết rồi. Đấy, đóng bằng đinh tay các bác nhé. Đinh tay thì nó cực kỳ là mút luôn. Đấy, đối với nhiều cái cơ sở mà bắn bằng súng bắn ghim ấy, đấy thì cái đấy là nó sẽ không tốt đâu. Cái đấy nó không mút các bạn. Đây là đóng bằng đinh tay 100%. Đấy, hơi lâu một chút nhưng về các bác sử dụng thì nó cực kỳ là bền và yên tâm. Còn về bên trong đây thì thường thường là bên nhà em là sẽ ghép cho các bác là từ 3 đến 4 tấm. Đây đằng đáy đây là bắt buộc là phải ghép 100% các bác nhé. Đấy, khi ghép như thế này thì cái thùng nó không còn cái độ co giãn nữa bởi vì cái thớ gỗ ngang mà. Đấy thì nó sẽ không hỏng. Còn mua thùng thì các bác sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn như thế này. Đấy, chiếc vách ngăn đây. Đấy, cái này thì khi các bác mua là sẽ được tặng kèm một chiếc vách ngăn như thế này. Đấy, làm rất là cẩn thận cho các bác, bắn chỉ chống co luôn cho các bác như thế này. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cho các bác là từ về cái chất liệu gỗ cho tới là cái giá cả. Còn đằng trước thì sẽ làm cho các bác một cái cửa như thế này. Đấy, cửa đóng hèm, rút ra rút vào được, vận chuyển ong thì rất là dễ này. Ở đằng sau thì làm cho các bác một cái cửa thông gió này, để khi các bác vận chuyển ong ấy, đấy thì các bác kéo ra đóng vào thì được. Đấy, cửa thông gió này các bác. Đấy, cửa thông gió này thì rạch vừa mấy cái lưỡi cưa. Đấy, đối với mà cái con thạch thùng hoặc là những cái con vật mà nó thích vào ấy, đấy, khi các bác đậy lắp vào thì nó không thể chui được vào. Còn về thùng ong này thì về cách thức đặt hàng mua ở trên mạng ấy, thì xin giới thiệu qua cho các bác một chút nhé. Đối với các bác ở xa ấy, thì cái thời gian gửi nó sẽ lâu hơn bởi vì cái thùng này nó rất là nặng này. Đấy, người ta sẽ tính là 7 cân một thùng. Đấy, các bác đặt ở trên mạng thì đối với các bác ở trong khu vực miền Nam thì phải mất tầm khoảng 4 đến 5 ngày để các bác nhận được hàng. Còn đối với các bác ở khu vực tỉnh thành miền Bắc ấy, đấy, ví dụ như em ở xưởng sản xuất em ở Bắc Giang này, thì đối với các bác ở tỉnh thành khu vực lân cận, ví dụ Lạng Sơn này, Hà Nội này, Bắc Thái Nguyên hoặc là Bắc Linh, Hà Nội đấy, khu vực đấy thì quanh khu vực miền Bắc mình thì chỉ 1-2 ngày là các bác nhận được hàng thôi. Còn đối với đặt hàng trên mạng thì em sẽ để cái số điện thoại dưới tiêu đề ấy, hoặc là các bác điện trực tiếp vào cái số điện thoại 0862 810 262. Đấy, các bác dừng lại màn hình một chút để các bác nghe em nói. Đấy, số điện thoại đấy thì các bác điện thoại trực tiếp đến thì bên cơ sở em là sẽ nhận địa chỉ của các bác và gửi tận nhà. Còn về cái cho địa chỉ thì các bác yên tâm nhé. Đấy, các bác ví dụ các bác ở thôn hay xóm hoặc là ấp nào, xã nào hoặc thị trấn nào hoặc là phường nào, huyện rồi đến tỉnh, thành phố thì bên cơ sở là sẽ gửi hàng phát tận nhà. Đối với cái thùng này thì gửi tận nhà thì cực kỳ là yên tâm rồi. Đấy, các bác chỉ cần ở nhà để ý điện thoại là người giao hàng người ta sẽ chở tận nhà. Đối với các bác đặt số lượng nhiều ấy thì người ta sẽ chở một chuyến ô tô đến. Đấy, còn các bác đặt 3-4 thùng thì bên giao hàng người ta đi xe máy đến thì nó tiện hơn. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội cũng như là cách thức đặt mua hàng ở trên mạng. Đấy, đối với các bác nào mà xem được cái video này ấy, cần cho mình những cái mẫu thùng ong thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em. Còn bên cơ sở em là bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, để tránh bỏ lỡ những cái video thì các bác vui lòng ấn vào cái nút đăng ký ấy. Đấy, chạm vào hình quả chuông đấy để đón xem, đấy, đón nhận những cái video mới em đăng tải. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.